Kinh Nhân Quả ba đời Phật nói là một miếng nước, một miếng đồ ăn, một chút xíu thôi cũng là do từ phước báo của mình đã tạo ra mà có. Còn nếu như bạn không có tạo cái phước báo đó, bạn sẽ không bao giờ hưởng được. Tất cả những gì chúng ta được hưởng ngày hôm nay đều là phước từ trong mạng của chúng ta. Dù có nói ai cho mình, ai tặng mình, nhưng thật sự đó là phước từ trong mạng của chúng ta. Hãy tin. Nếu như mà trong mạng quý vị không có cái phước này, người ta đưa quý vị đi giữa đường rớt mất tiêu, hoặc bị người ta giật, bị người ta lấy, chắc chắn luôn. Nó giống như ở An Giang lên có một bà cô, hồi tối trong túi có 1.1 triệu, xong mà ngủ sao đó, rồi nó rớt mất tiêu. Cả ngày nay bà buồn bà khóc, nhức đầu quá rồi, thôi mệt thế lắm, nó 1.1 triệu thôi mà đi chùa mất tiêu 1.1 triệu, khóc buồn nhức đầu cả ngày nay, buồn yêu luôn. Thì mấy thầy trong chùa, mấy chú biết, thì lên gặp những đức. Những đức nói dẫn lên đây, những đức coi mắt mũi coi làm sao. Mà đừng có nói mình tặng, mà mình coi mặt mũi coi làm sao. Thì nhìn mặt mũi bà, thấy trong túi bà, trong mạng bà còn tới 5-7 triệu đặng. Gương mặt còn tới 5-7 triệu đặng, chưa đến nỗi kiệt hết trơn. Cuối cùng mà nói nè, gỡ lại bà 1.1 triệu, bà vui quá bà đi xuống. Nó gỡ lại cho người ta, nhưng thật sự đó là trong mạng người ta có. Còn nếu mà nhìn gương mặt không có 1.1 triệu thì nói thôi bà cố gắng đi, của đi thay người, rồi đi về đi. Nếu như mà không có 1.1 triệu mà đưa bậy bạ là có chuyện, có tai nạn phiền phức, không nên, thấy không? Nên kia lên coi có mặt mũi làm sao, thì thấy mặt mũi cũng được, thấy không? Vậy thì đưa sống. Nên á, hồi sáng có một cô tội nghiệp, bởi vì thấy rõ ràng quý vị kinh tế giờ khó khăn, thầy ơi con lên đây con ăn Tết, mà thật sự với thầy là con đi về con còn thiếu 220 ngàn, xin thầy cho con 220 ngàn. Nhân đức nói được, thấy trong mạng của bà còn tới 20 mấy triệu, cho 220 ngàn đi là được mà, có gì đâu quý vị. Từ nơi đó, được mà, đâu có gì đâu. Nên quý vị biết rằng là mình học Phật tin nhân tin quả, quý vị, tin nhân tin quả. Bản thân những đứa cũng vậy, khi ngồi nói chuyện với ai không phải là gọi là ngồi nói bằng một cách mê say gì đâu, mà là do duyên. Cái duyên nó hội tụ dày quá nên mình không có đá cái duyên nó được. Có những cái duyên con người nó quá cạn mỏng rồi. Từ nơi đó thôi, mình lấy cái duyên dày để mà mình ngồi nói chuyện nó ý nghĩa hơn. Còn cái duyên mà nó quá mỏng manh là nó không có cái gì để nói nhau, dồn nó lại để sau này nó dày đi rồi nói, nó ý nghĩa hơn nhiều. Chứ có những người mà mình ngồi nói không có nói câu gì hết quý vị ơi, cứ nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, uống nước đi. Như năm xưa Hòa Thượng Triều Châu khi ngài còn tại thế, ngài thì tu các môn pha, những cái pháp tu khác, ngài không có giảng. Đi lỡ thăm ngài, ngài kêu uống trà đi. Cái độ của ngài là uống trà đi. Vậy mà trong đời ngài cũng độ được vài người khai ngộ. Ngài kêu uống trà đi, nhưng mà ngài nhìn người nào thấy phù hợp ngài kêu uống trà đi, tự nhiên khai ngộ. Có uống trà đi mà khai ngộ, mình cũng không hiểu uống trà đi là khai ngộ làm sao. Gặp kia mình uống trà đi, mình nói trà đâu uống. Chưa. Kiểu này là mình thấy gì ngộ ngộ, mình ghinh đi đó. Nó còn cái này người ta lợi, người ta hỏi pháp, mà ngài kêu uống trà đi. Vậy đó mà trong đời ngài độ được nhiều người khai ngộ, có uống trà đi. Kinh chưa. Nó còn mình bây giờ mà thử mình ngồi kêu uống trà đi, mà kêu chắc chăm trà tối ngày.
Thấy không? Nó nên mỗi căn tính khác nhau quý vị ơi. Thấy không? Học pháp độ người có duyên. Nên quý vị thấy vào trong chùa ăn Tết, quý vị thấy có lợi ích không quý vị? Lợi ích quá nhiều, đúng không? Trước nhất quý vị đầu năm đầu tháng ăn chay trường là cái việc này nó quá lợi ích rồi. Quý vị ở nhà ăn chay trường nè, nhưng mà bây giờ có nhiều người ta chưa ăn chay trường đâu, mà ta vô đây người ta ăn chay suốt á, mấy ngày trong chùa. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là quý vị đi đâu cũng nghe câu Phật hiệu, là thấy hai cái lợi ích đặc thù thắng rồi, đúng không? Mà nghe câu Phật hiệu là nghe vạn đức hồng danh, mà đã là có vạn đức thì có vạn duyên và có vạn phước, đúng không? Đó, thấy hai cái đầu năm đầu tháng là đặc biệt rồi, đúng không? Ăn chay là quá giải sự quán thù, nên cái sát khí của người mình nó nhẹ bớt đi. Còn niệm Phật là duyên là phước tăng trưởng. Quý vị thấy hai cái này là hai cái tuyệt vời, đặc biệt, thấy không? Ba là quý vị gặp ai cũng là đa phần người biết niệm Phật cầu sanh cực lạc, mà tương lai những người này cũng sẽ về cực lạc. Mà quý vị lại ngồi ăn cơm chung bàn hoặc là chung nhà ăn cùng với những chúng sanh đang niệm Phật này, tương lai một số người ở đây đi về cực lạc, họ sẽ trở lại độ quý vị. Còn bốn là chúng ta có được cái duyên tu phước tu duyên dễ, vì ngay ngôi chùa đông người quá, rửa cái chén cũng tu phước tu duyên, lau cái nhà cũng tu phước tu duyên, bưng miếng đồ ăn cũng tu phước tu duyên, mà ăn cũng tu phước tu duyên. Chứ nói ủa thầy này giảng lại ta, làm việc thì tu phước tu duyên, mà này ăn cũng tu phước tu duyên. Giờ nhận đức hỏi quý vị, cái người làm công quả phục vụ ai? Phục vụ con người, đúng không? Mà nếu không có người ăn lấy đâu phục vụ. Nên cái người ăn cũng là bỏ công. Công gì? Bỏ công ăn. Bây giờ như đứa hỏi quý vị, bây giờ nè, nước nè, cái này là bí phải không? Dưa gan. Dưa gan mà làm nước này thì thôi nó mát, đừng có nói nữa, mát dữ lắm. Thấy lúc này thời tiết nóng bức, khô cổ, ho hen, nên đã kêu làm dưa gan. Đầu năm đầu tháng mà ăn dưa gan là đặc biệt lắm. Tại vì sao? Có người tu hành là phải gan dạ. Đúng không? Rồi ai mà sợ ma thì ăn dưa gan cho nó gan lên, đừng sợ ma nữa. Ai mà nhút nhát thì ăn dưa gan cho nó dạng dĩnh lên, đừng nhút nhát nữa. Và mạnh dạng gan dạ để niệm Phật cả đời. Đó, thấy chưa? Nên ta kêu cắt dưa gan để làm nước cho bị uống nữa nghe. Nãy làm nước này là tôi đứng tôi búng búng mấy miếng nước vô. Chút có vớt dưa gan nước gì quất sạch nhất hết. Thấy không? Đó. Từ nơi đó mà quý vị thấy không? Cái người mà người ta ngồi người ta ăn gì người ta cũng tu duyên tu phước ở trong chùa. Còn quý vị đi lại cái chỗ quán ăn là không có tu duyên tu phước. Còn ăn ở đây là tu duyên tu phước. Vì nhờ có quý vị ăn nên người ta mới có việc làm. Phải không? Rõ ràng chưa? Nên cái người mà bài bố thì cái người đi dọn dẹp cảm ơn. Tại vì nhờ có họ bài bố mà mình mới có việc làm. Giống như có người quét rác ngoài đường thì mới có người đi làm nghề quét rác. Chứ nếu như mà cái quốc gia này mà không ai mà quét rác, vậy thì những người làm lao động, công việc chân tay như quét rác, dọn dẹp thì bị thất nghiệp. Tội nghiệp quá. Nên cái người bài bố là cũng có tâm từ bi. Nhưng mà cái gì nó cũng có nhân có quả. Từ bi đó, nhưng mà có khi người ta không hiểu, người ta trách mình. Nên mỗi một người mình đi đến đâu thì gọn ghẽ đến đó thì tốt hơn. Còn cái chuyện mà quý vị tu phước tu duyên thì quý vị cái việc này là quý vị ăn cũng là tu phước tu duyên ở trong chùa mình là đúng. Tại vì bày ra như vậy mà không ăn là quý vị đoạn duyên đoạn phước.
Nhớ nghe, cái công người ta bày ra cực khổ rồi mà quý vị mà không ăn lại bị đoạn duyên đoạn phước. Thí dụ như giờ như Đức tặng vì cái quạt là để bị quạt, mà quý vị không quạt thì tặng vì cái quạt chi? Đúng quý vị? Nó tặng quạt là để cho quý vị quạt. Giống như pháp của Phật để là để cho chúng ta hành trì, chứ không phải là để trong tủ, đóng tủ lại. Nên pháp của Phật mà đóng lại không dùng thì mạt pháp, mà pháp của Phật mà sử dụng thì là chánh pháp. Đúng không? Đó. Nên từ nơi đó mà cái việc mà tu phước tu duyên ở trong chùa bị thấy nghe nghe đơn giản xịn sò dễ hiểu không? Quá đặc biệt mà. Đúng không? Giống như giờ những Đức tặng quý vị cái khăn mà quý vị không tròn cổ thì sao? Thì có khăn mà không tròn cổ thì giống như có pháp mà không hành trì. Không? Đó. Nên ta tặng cái khăn đó là để tròn cổ, quay phim lên cho nó đẹp. Không? Mà năm nay các cụ mình xinh đẹp lắm nghe. Các cụ mình năm nay là trở thành những nàng công chúa xinh đẹp. Mấy bà cụ mà đội nón màu đen đen mà ở trên là chữ A Di Đà Phật á là những nàng công chúa xinh đẹp. Cho chàng pháo tay thiệt lớn, nàng công chúa xinh đẹp coi. Còn các cô mình trong đây là ban phục vụ cũng là những nàng công chúa xinh đẹp. Còn các cô vô cộng tu cũng là những nàng công chúa xinh đẹp. Các chú vô chùa và cộng tu cũng là những chàng công tử xinh đẹp. Được không? Đây nè. Nó tóm tắt là ai cũng xinh đẹp hết trơn. Thấy không? Vì nhớ nghe, người buồn cảnh vật có vui bao giờ. Nên cái tâm quý vị đã vui là nhìn cái gì cũng đẹp. Nên những cái gì mà không vui, cái gì không vừa lòng, không vừa ý, 1, 2, 3, bỏ qua. 2, 3, 1, bỏ qua. 1, 2, 3, bỏ qua. 3, 2, 1, bỏ qua. Thấy không? Không. Trước khi chinh sinh hoạt mà có một buổi nói chuyện nó quan trọng quý vị. Kích động làm cho cái tâm ta hừng hực lên. Mà cái đặc biệt của năm nay này, cái thời khóa tu, thời khóa tu này quá xịn sò. Vậy thấy không, tính từng chút cho vị cái thời khóa tu không? Tu nè, không bỏ nè. Sáng ngủ ngon rồi mới đi tu, thấy chưa? Nếu như bây giờ mà 3 giờ mấy mà thức dậy đi lễ Phật thì bị thời gian kia ngủ lại thì xuống ăn cơm nhìn mặt xấu. Ngủ cái giờ đó mà xuống ăn cơm mặt kỳ lắm. Thức rồi đi tu, tu rồi về ngủ, ngủ xong xuống ăn cơm, gương mặt đi xuống ăn cơm gì nè. Ngủ lỡ giác đó quý vị. Mắt bụp, má phì, môi dảnh, rồi tiêu luôn, xấu xí. Còn cái này á là 4:30 bị mới thức. Niệm Phật chút nữa thì còn 15 phút nữa chúng ta lễ Phật. Lễ Phật xong còn 15 phút nữa 6 giờ. 6 giờ 15 phút nữa 6 giờ các áo chàng đi xuống nhà ăn, tịch tịch tàng tàng xuống nhà ăn. Hoặc đi một vòng xung quanh chùa mát mẻ trở về ăn cơm. Ui nó ngon gì đâu. Quá thèn là ngon luôn rồi. Đâu ăn gì đâu, nó ngon quá trời ngon. Gì à? Đâu ăn gì đâu mà nấu ngon quá trời ngon luôn ha. Nó ăn mà, ăn mà gặp mà cái môi mà tha son là ăn vậy nè.
Mấy chú quay viên công nhận quay kỹ ghê. Có cái bà đó tha môi son quá đỏ quá đỏ. Khi bà ăn á, bà gấp miếng đậu hũ mà xào xả ớt. Bà gấp một cái bà bỏ vô miệng làm nè. Khi bà nhai bà làm gì nè quý vị. Nhìn tôi dễ thương ghê. Hiểu không? Bởi vì có khi muốn đẹp mà có những cái cũng khổ lắm quý vị ơi. À, còn có cái cô kia, cô tha son cái môi cô hơi nhiều quá, cái con mũi nó bay ngang, thì son mà nó dít mà quý vị, nó bay ngang nó đậu vô cái, nó định cắn cái mỏ bà, cuối cùng nó vừa chưa cắn cái mỏ bà mà nó dính cái miếng son, nó dính dính con mũi lại, cuối cùng nó đi mà vòng 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 con mũi nó dính ngay cái mỏ bà, nó dính nó chết queo trong luôn. Nên những đứa báo tin cho mấy con mũi biết là tránh mấy cái bà môi son này nghe chưa. Con chết một cái cách mà vô cùng nguy hiểm. Hiểu chưa? Không có nguy hiểm quý vị ơi. À, nhưng mà mấy mũi trong chùa mình chơi không đẹp chút nào. Có con bé nhỏ từ miền ngoài vô, nhỏ dễ thương quá chàng. Hồi tối ngủ mà cắn cả má người ta 5 mũi. Cắn cả mặt bé. Chứ nói mấy mũi này chơi kỳ nghe. Gặm nít ăn hiếp nghe. Đó, mà con bé dễ thương quý vị. Con bé nhỏ xíu xíu, trời nó dễ gì đâu. Bởi vì thấy không, mang bầu bì mà ăn chay niệm Phật, lễ Quan Âm đó mà sanh con ra dễ gì đó. Ai ẩm cũng được chứ ha. Không có khóc gì chứ. Hồi trưa, hồi sáng ẩm lên trên khu tăng. Mấy chú cũng thương. Ẩm lên khu tăng. Như Đức ẩm đâu cỡ nửa tiếng đồng hồ mà không khóc một tiếng luôn. Cứ quay lại nhìn mặt như Đức vậy nè. Khóc quay nhìn mặt như Đức cũng cự lắm. Kìa, đó, thấy không, chưa, nó dễ lắm quý vị ơi, ai ẩm được chứ á, nó ngộ ghê á, giống hệt cái thằng nhỏ mà ở ở Vũng Tàu vậy đó, mà anh này anh đang mọc găng á, anh có bầu bầu rồi đó, mấy tháng thôi, dễ lắm, ai ẩm cũng được, ai ẩm chơi cũng được, thấy chưa, nên từ nơi đó, con nít mà quý vị biết rằng ăn chay niệm Phật từ trong bụng, là chuyển nghiệp đó quý vị. Nó thêm cái nữa quý vị, khi mang thai phải vui vẻ thì sanh đứa con ra vui vẻ. Cái người mang thai mà sân si là con trong bụng ưa chết queo, chứ không có diễn dẫn đâu. Mình mà sân si lên á, con mình bị trúng độc đó quý vị. Nên con người cần phải vui vẻ nghe quý vị. Nên Tết cười ha ha là đúng. Đúng không? Mà ai mà vô đây ăn Tết đúng là hưởng cái lộc thù thắng, cái lộc tam bảo mà đây mới đặc biệt nè. Rồi bị cảm giác khi ăn Tết ở đây, xong quý vị đem cái cảm giác này, quý vị sống ở đây phải đem về nhà để áp dụng, thấy không? Quý vị nhớ nè, công việc làm thì phải lo, nhưng mà đừng nên quá nặng nề. Công việc làm thì phải tính, mà tính rồi thì chúng ta buông ra. Còn quý vị mà tính rồi mà đặt vào tâm và suy nghĩ đắn đo nặng nề với công việc là quý vị tiêu rồi. Tiêu rồi. Thật sự mà nói, nếu những đức mà như vậy sao là những đức thì chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe. Quý vị thấy những đức tính ra một tháng mấy nay ho hen đó, mà bây giờ hình như là nó đang trên cái đà khỏe lại luôn nè quý vị. Tiếng đồ nó cũng tương đối rồi nè. Hiểu không? Quý vị thấy không? Câu vật hiệu bị áp dụng vậy đó quý vị mới tin đó. Có thời gian. Nhưng mà trong cái thời gian cả tháng mấy nay nhà Đức trả nghiệp quá trời vui vẻ luôn. Ho hen gì nhà Đức cũng chia sẻ bọc pháp đúng không? Nhà Đức vẫn làm việc bình thường luôn. Đó là một phương pháp vui vẻ trả nợ. Khi bây giờ gần sắp sửa xong thì quý vị thấy những đức thoải mái cỡ nào chưa? Tại vì sao những đức nhẹ nhàng? Vì những đức đã làm được cái việc mà tin Phật. Trong một tháng nay bao nhiêu người đưa đồ này đồ kia cho những đức, đưa ngậm cái này ngậm cái kia, nước này nước nọ nước kia, những đức đưa cho những người cần dùng hết chưa? Đó. Còn bản thân mình cứ duy trì vậy hoài đó quý vị.
duy trì vậy hoài. Nhưng mà có một cái rất là hay là mỗi buổi tối vị ngập muối, hoặc là quý vị khạc nước muối. Nhưng Đức thấy cái này nó cũng tự nhiên quý vị, nó cũng hay ghê. Tại vì mình ho quá, cổ mình chắc nó bị chảy hay sao, nên mình cần nước muối để nó làm cho vết thương nó lành lại, thấy không? Bởi vì thường ngậm nước muối á, nó cũng hay lắm. Không mà quý vị ơi, hồi đó những đứa còn nhỏ nhỏ đó, những đứa cặm câu quý vị, rõ ràng những đứa chịu mấy năm chờ, cái môi những đứa ưa bị lủng lắm. Cái môi những đứa tự nhiên lủng lỗ tí tí à, rồi là nó lở ra thành cái cục bự lắm. Mà những đứa chịu mấy năm chờ, mà suốt khoảng cỡ năm mấy nay, năm mấy hai năm nay là những đứa không có bị nữa quý vị. Mà mỗi lần nó bị đau lắm nghe, nó cứ tí tí vậy, nó làm mình nhức cả đầu luôn á, ăn không được, rác dữ lắm. Vậy mà những đứa chịu suốt thời gian đó luôn, cứ là cách tuần hai tuần là bị, tuần hai tuần là bị hoài. Vậy mà khoảng cỡ năm mấy nay là không bị luôn, không bị luôn. Cái vị tin ông nghiệp duyên ghê lắm nghe. Lúc nó không lỡ gì chân, tự nhiên ăn cơm cắn vô cái môi lủng lỗ rồi làm độc liền. Lúc không lỡ thì cũng ăn cơm cắn vô môi để cho lủng lỗ để làm độc. Vậy mà những đức biết rồi, cái quả báo là mình móc con nhái con ếch mình treo nó toàn ten để mình cầm câu cá lóc á, thì bây giờ cái quả báo mình bị lủng môi đau, nghiệp nặng báo nhẹ, nhờ tu mà chuyển lại. Nên những đức nói thấy đây là rõ ràng đó. Nên những đức nói cho vị nghe nghe, gia đình nào mà làm nghề sát sanh đó nghe, dừng lại càng sớm càng tốt. 100% với vị gia đình mà làm nghề sát sanh đó là gia đình này sẽ không bao giờ thịnh vượng lâu dài. Còn gia đình nào đã nghèo rồi mà bắt nhái bắt cóc bắt ếch, bảo đảm với vị gia đạo này sẽ không bao giờ lên được, không bao giờ lên. Rồi nhà mà tối ngày cầm cái cây súng chĩa đi săn chuột, săn nhái, săn cóc, săn mấy con gắn mối, treo toàn ten đem về ăn, quý vị coi, nhìn vậy cho nó không lên nổi. Cứ tay làm hàm nhai mà bệnh đau tới hoài, làm không bao giờ dư giả đâu quý vị, chắc chắn quý vị luôn. Những đứa ở dưới quê những đứa thấy rồi. Thêm cái nữa nghe quý vị, sau này những đứa đi tu, những đứa mới thấy, ngồi suy nghĩ. Nhiều người làm nghề sát sanh hồi xưa trên thành phố những đứa biết, nhà hàng lớn luôn nghe quý vị, nhưng mà không bao giờ giàu lâu. Đường Sư Nguyệt Ánh ngày xưa những đứa quen một cái ông chủ nhà hàng này, ông giàu mà bên Phú Mỹ Hưng ông có 3-4 căn biệt thự. Giàu cỡ nào chưa? Quá giàu luôn. Như vậy mà trong vòng 8 năm sau bây giờ ông không có cái nhà để ở luôn. Sự nghiệp hoàn toàn tan tành hết quý vị à. Những đức nói với vị nghe nghe, anh em người thân mỗi lần gặp nhau giết chó giết mèo nhặn nước ăn thịt nhậu nhẹt, quý vị sẽ xem người đó sẽ không bao giờ sống thọ nhiều, hoặc dù có sống thọ nhưng quý vị nhớ sau này đến khi cận tử nghiệp sẽ chết cực kỳ thê thảm. Vì cái tội sát sanh nó đáng sợ lắm. Bây giờ quý vị coi, mỗi một con người chúng ta ai mà không thương nhất là thân mạng quý vị. Vậy thì con vật nó có thương thân mạng nó không? Có chứ. Sát sanh hại vật là một cái tội nặng nhất. Nên Phật trong năm giới nhà Phật, Phật chế cái giới đầu tiên là cấm sát sanh. Cấm sát sanh. Không sát sanh nè, không trộm cắp. Những đức hỏi quý vị có của cải á, quý vị bị mắc của quý vị thấy tiếc không? Vì tại sao mình đi lấy của người ta? Cái bà có 1,1 triệu mà nỡ lấy của bà khóc cả ngày nay. Thấy chưa? Bởi vì biết cái tội trộm cắp là quả báo gì không? Quả báo nghèo nàn đời đời kiếp kiếp. Trộm cắp là quả báo nghèo đời đời kiếp kiếp. Nên người xưa họ hiểu nguyên lý này, nên họ nói một câu: nghèo cho sạch, rách cho thơm. Trộm cắp là quả báo của nghèo nàn. Nên Phật chế cái giới đầu tiên: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Có vợ có chồng sống với nhau chung thủy, không có gian díu tầm bậy, không nói dối. Quý vị coi cái người nói dối có uy tín không quý vị?
Mà cái người không có uy tín có thành đạt không? Một ông chủ thiệt giàu nhưng ông mắc uy tín, ông sẽ sạt nghiệp. Nghèo chưa đáng sợ, xấu chưa đáng sợ, sợ nhất mắc uy tín. Khi mắc uy tín rồi sẽ mắc tất cả. Kế đó cái giới thứ năm là Phật giới kêu mình đừng uống rượu. Uống rượu không có tội. Uống rượu là già giới thôi, không có tội. Vì uống rượu có gì đâu có tội. Nhưng cái tội mà Đức Phật mà kêu mình đừng uống rượu là vì sao? Vì Đức Phật thấy rằng uống rượu vào sai, đi làm bậy, nên phạm bốn cái giới kia. Nên Phật kêu mình đừng có đi uống rượu, tại vì sợ mình phạm bốn cái giới kia. Vì thấy con người khi bình tĩnh nói chuyện rất đàng hoàng, nhưng khi nhậu vô mình ưa nói bậy. Lúc mình bình tĩnh mình không bao giờ chọc ghẹo vợ người ta, nhưng khi mình uống rượu xỉn có khi vợ người ta đi ngang mình lấy cái tay mình quất vô cái mông vợ người ta. Có không quý vị? Thấy chưa, nói cái gì cũng có, thấy chưa? Ừ, ở dưới quê mà thường bị quýnh, quýnh là do cái tật gì? Nhậu vô xong cái vợ người ta đi ngang khơm khơm lấy cái tay quýnh vô cái mông vợ người ta. Nên mấy bà đứng đâu mà khơm khơm, mấy bà gặp đàn ông đi ngang mấy bà ẩn lại đừng có khơm. Mấy bà đưa nguyên cái mông ra mà người ta đi ngang sẵn tay quýnh vô mông chứ sao bây giờ. Chứ nó có được cái gì đâu quý vị, chàng ơi chàng. Quýnh mày ngay mông mấy bà, nhiều bà đang xì hơi với xì cái túi cái tay. Có được cái gì đâu. Vậy mà cái tật con người ta nó kỳ cục vậy đó. Chứ có được gì đâu quý vị. Hiểu không? Vậy mà chồng bay qua đánh mỏ mờ máu không. Vậy đó mà đồn ra rằng cái ông này có con gái lớn. Vậy mà đi ngang á, giả vào mông vợ người ta. Quý vị thấy xấu mày xấu mặt không? Từ do uống rượu mà sanh ra tầm bậy. Rồi lúc bình thường thì không có tính, mà uống rượu vô có khi quýnh vợ quýnh con. Có không? Mà có khi uống rượu vô lại nói nhàn nha. Nói dài, nói dai, nói dài, nói dở, nói tùm lum hết chân luôn. Mà lúc bình thường thì cãi miệng không nói. Nhưng mà uống rượu vô và bắt đầu là nói. Nó chắc ông xã cô chính ngày xưa có gì không? Hay là cô gì? Nó con cô chính nè. Nó nên từ nơi đó mà nhậu vô ưa nói nhiều. Thì từ nào đó mà sai. Nên Phật kêu mình đừng uống rượu là gì? Sợ mình phạm những cái giới kia mà kêu mình đừng uống rượu. Nên quý vị phải hiểu là uống rượu không có tội. Các bậc cao tăng cũng vậy, như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không có một lần đi đám cưới của Đại Minh Tinh. Thì mời ngày ngày lại đi đám cưới là tất cả những người ngồi xung quanh toàn là những tầng cấp cao không ngồi chung. Thì người ta nói rằng bây giờ bữa nay ngày vui thôi, mời Hòa Thượng Tịnh Không uống ly rượu cùng với chúng tôi. Ngài bưng ly rượu uống cái ực. Thì mọi người xung quanh, ô Hòa Thượng Tịnh Không xuất gia mà cũng uống rượu nữa. Thì lúc đó Ngài giảng cho nghe, uống rượu không có tội. Tội là do quý vị sai làm bậy mà tội. Nhưng có nhiều người uống rượu lại không chịu ngủ thì nên mới tội. Chứ nếu như uống rượu say xong đi ngủ thì cũng không có tội. Uống xong mà nằm cái ịch ngang ngủ thì không có gì có tội cả. Nhưng mà sợ bị uống xong bị không chịu đi ngủ, đi khơ khơ nói xàm xàm thì đây là có tội. Có tội là do quý vị làm bậy nên có tội. Chứ rượu thì là gạo nếp làm ra, chứ nó không có cái gì là sát sanh trong đó. Thì làm gì có tội. Có một loại rượu bị uống có tội, dù không làm sai cũng có tội. Đó là rượu gì? Rượu mà ngâm thằng lằn, ngâm cá kè, hoặc là ngâm mấy con gắn mối, hay là ngâm mấy cái con bụ củi. Thì quý vị uống rượu này chưa quậy cũng có tội nữa. Vì rượu này có sát sanh nên có tội. Thế rõ ràng đúng không? Nên những đức khuyên quý vị, đám dỗ ông bà cha mẹ làm trai là điều đặc sắc nhất. Người đặc biệt, người khôn nhất để làm việc này. Khôn nhất luôn. Tại vì ông bà cha mẹ mình chưa chắc siêu thoát đâu quý vị. 100% quý vị, vì hãy kiểm nghiệm ông bà cha mẹ mình tới đời mình đi. Tại vì cái người mà được thân người đang ngồi đây đa phần đều giữ được năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mà 100% quý vị đang ngồi đây và chịu nghe như vậy, năm giới giữ được nó có thượng trung hạ. Quý vị giá chót cũng là bậc trung.
Còn bậc thượng của năm giới là bảo đảm quý vị là người này tiếp nhận Phật pháp cực kỳ sâu dày. Người mà ngồi đây chịu nghe gì là bậc trung. Người bậc hạ là ở đâu? Biên địa. Biên địa là ở vùng biển cả, đánh bắt sát sanh hại vật, không nghe Phật pháp, nơi không có Phật pháp truyền trao, thì đó gọi là bậc hạ của năm giới. Nhưng phải giữ được năm giới của bậc thượng trung hạ. Ví dụ như thượng là 100%, bậc trung là cỡ khoảng cỡ 70-80%, còn bậc hạ là cỡ nào quý vị cũng phải là trên trung bình. Còn cái này quý vị dưới trung bình, đố quý vị có được thân người. Dưới trung bình là không bao giờ có thân người. Nhưng ông bà cha mẹ chúng ta mấy người mà giữ năm giới, mấy người được truyền giới để mà hiểu được giữ năm giới. Mà cái pháp tu mà giữ năm giới được thân người là pháp tự lực, hoàn toàn phải tự tu để đạt được, để có thân người. Nên Phật nói là thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Thân người cực kỳ khó được. Quý vị phải nhớ, con kiến mà 7 vị Phật ra đời vẫn còn mang thân kiến. Bồ câu mà đọ làm kiếp bồ câu, 8 vạn kiếp mà chưa thoát thân bồ câu. Kinh chưa? Nên loài súc sanh đã ngắn đó, quỷ đạo càng dài hơn. Quỷ đạo mà 500 năm quỷ chưa dùng được một miếng nước nữa. 500 năm đói khát chỉ liếm được một miếng đàm, quy tắc. Và có những loài quỷ chuyên gia chỉ ăn máu mủ hôi tanh của người phụ nữ khi đẻ hoặc mà mỗi tháng kinh nguyệt. Nên tại sao trong giới kinh người ta nói đi đến nhà vệ sinh là phải gõ cửa 3 cái? Là để báo tin cho những loài quỷ ở trong đó biết có người đi vào. Đúng không? Nên tại sao mà trong nhà Phật đưa lên cái giới luật gọi là bằng đêm không nên ăn? Vì sợ quỷ quá đói ngút cổ lên mà gãy cổ họng chết, tội nghiệp. Nên chế ra cái giới bằng đêm không ăn. Chúng ta đều biết điều này, nhưng chúng ta không ăn thì chúng ta cũng chết vì đói quá. Hiểu chưa? Nên thôi, bây giờ chúng ta cố gắng niệm Phật giảng sanh để cứu độ chúng sanh nghe quý vị. Đó. Quý vị nghe Nhật Đức chia sẻ Phật pháp, tuy nói một câu ai như là Phật niệm đến cùng, Nhật Đức không biết gì. Mấy vị thấy Nhật Đức chia sẻ Phật pháp có biết không? Sao cái gì Nhật Đức cũng biết hết trơn vậy? Mà Nhật Đức lại nói Nhật Đức không biết gì. Vì sao nói không biết gì? Vì trở lại bình thường Nhật Đức không biết gì hết. Nhưng khi chia sẻ Phật pháp thì Nhật Đức lại biết. Thì phải nhớ rằng cái tâm thanh tịnh là bên trong nó trống, trống như là cái trống, nhưng đánh vào thì vang. Vì thấy cái trống bên trong nó có gì không? Đã nói là cái trống thì có gì đâu có trống, nhưng mà đánh vào vang không? Trí tuệ của người học Phật cũng như cái trống vậy đó. Hiểu chưa? Những đức qua đây bị đánh vào tác động đến những đức vang đó, nhưng trở về những đức không còn nhớ cái gì hết. Là trống rỗng nhưng đánh đụng thì vang, đó mới tự tại đó quý vị. Còn nếu suy nghĩ bên kia qua đây phải nói cái gì thì hoàn toàn không phải cái trống này rồi. Đó là có cái suy nghĩ để nói ra. Nên quý vị khi mà trước giờ sinh hoạt, quý vị nghe một bài chia sẻ Phật pháp, nó vô cùng ý nghĩa của cuộc đời chúng ta. Thấy không? À, chùa mình Nhân Đức tổ chức sinh hoạt cho đại chúng, có nhiều chương trình mong cho đại chúng được vui. Về chùa mình nuôi nhiều người già quý vị. Hôm qua có mấy bà cụ già 80 mấy tuổi, 90 tuổi mà bà nhảy nhạc. Bao nhiêu người ngưỡng mộ nghe. Nói rằng già mà vui vậy con ước ao về mẹ cha con được gì. Nhưng mà trong đó thì cũng có 1-2 người nói già vậy mà không nên nết. Thật sự quý vị rằng là sống trong cuộc đời này nhân vô thập toàn. Chúng ta nên nhìn những người già mà họ vui mình mừng giùm cho họ. Không lẽ mình muốn cho người đã già rồi mà còn như con khỉ khô quý vị. Nên mình mong cho người già vui, vui thì mới khỏe quý vị. Người xưa mà người ta làm đủ cách để cho cha mẹ người ta cười. Mình bây giờ mình làm đủ cách để cho chúng sanh cười. Già mà chịu vui để cho người khác vui là hay lắm quý vị ơi. Hiểu không? Nên mong những người coi qua chương trình này thấy các cụ mình á vui vẻ nhảy hát nên mừng giùm cho người già. Hiểu không? Nên á
Và Phật tử vô chùa ăn Tết, những đức cho người ta vui là để cho người ta thấy rằng trong chùa ăn Tết nó thấy bình an và vui vẻ. Có nhiều người họ nghĩ ngộ quý vị. Người ngoài đời thì nhảy được, mà người trong chùa thì vui vẻ nhún nhảy không được, kỳ cục vậy ta. Tu là tu cái thiện tâm, tu là tu cái điều tốt, điều lành. Còn cái chuyện mà vui vẻ thì ai mà không cần vui quý vị? Đúng quý vị. Thế giới cực lạc thì có niềm vui của thế giới cực lạc. Còn ở cõi ta bà mình học Phật thì mình có cái cách vui của cõi ta bà. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị, bây giờ ở cõi ta bà này vui trong thiền định, ai biết bị vui? Nên ở cõi ta bà này vui trong cái sống động thì người ta mới biết mình vui. Còn ở thế giới cực lạc là người ta trong thiền định mà vui. Còn mình ở cõi này trong thiền định ai biết mình vui? Mình ngồi đó người ta tưởng đâu mình bị tai biến. Ngồi chỗ quý vị ơi. Nên người ta cho người già vui là đây là điều hạnh phúc á. À, không? Để dạy cho nhiều người già khắp nơi niệm Phật được vui như những người già ở đây. Đó là một cái hành động làm việc gì đó. Nói rất rõ ràng cho nghe đó nghe. Trong đời những ông đi tu á, thì bắt đầu á, đi tu á, thì coi như là 52 tuổi. Khi 52 tuổi mà lùa bò lên trên núi, quý vị ơi, lùa bò lên núi mà ngầu trên hòn đá mà chặn bò. À, trong đó thì mình nghe dưới xóm thì xóm có cái chùa dưới tụng kinh. Mà sao mình ngồi mình thấy nghe sao mà nhớ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mình nhớ quay nhớ quá cả trời. Yên hình có cái duyên hay sao á. Rồi giờ nói bà vợ ở nhà, mình có vợ mà, khai thật cả chứ, thấy không? Đâu giấu giếm nhờ đúng không? Thì nói bà vợ ở nhà, nói thôi bà ơi, tôi yên hình tôi có cái duyên đi tu với bà ơi, thôi bà đi trước đi, tôi thấy từ từ tôi đi sau. Bà nói thôi bây giờ ông đi trước đi, cũng như hai vợ chồng dành vậy đó quý vị ơi. Rồi bà nói thôi ông đi trước đi, rồi từ từ tôi theo sau cũng được. Ngày bà nói cũng được, mình nghe cũng lọt vào tai. Thì như vậy thì khoảng đầu tháng 9 mà 2012 thì đầu tháng 9 thì mình xuống quy y chùa Quầy Vơ đó. Thì xuống đó thì quy y thầy đặt là Đức Ngộ. Tự nhiên ổng nhận thì ổng phải đặt cái giới sau là Đức mà Ngộ. Ngộ là từ trên núi mà đi xuống là ngộ đó ha. Từ trên núi mà chặn bò đi xuống dưới làng mà tu là ngộ, ổng Đức Ngộ. Hỏi thầy đặt con sao, nói là đặt cho con là Đức Ngộ. Đức Ngộ, tên Đức Ngộ. Rồi mình tu trong một năm. Một năm đó thì cái gì chùa thì đầu tháng đến mà ngày rằm thì mình vừa con tháng 2 ngày thôi, nhưng ngày thờ bác quan tai thì ngày 18. Thì bây giờ có 3 ngày mình tính thôi, giờ đi tu mà 3 ngày thì vậy thì quá uổng. Rất là quá uổng. Vậy là thôi bây giờ vô xin thầy hai điều kiện. Điều thứ nhất là xin thầy con tu tại gia, nhưng mà rằm đầu tháng con cũng quẩn vờ, tu suốt tại gia luôn. Rồi điều thứ nhất là xin tu tại gia, thầy rước tượng cho con, thầy thượng giùm cho con tiền bạc không đặt thành vấn đề. Thì thầy đồng ý điều thứ nhất. Và điều thứ hai thì cũng xin thầy tiếp, con tu tại gia mà con cạo đầu luôn. Đúng không? Mới tu mà cạo đầu luôn, đúng chưa? Rồi con ăn chay tường luôn. Rồi con xin thầy là tiệt dục luôn. Cho nên ngày xưa, ngày hồi mình còn thanh niên, mình xấu dữ lắm quý vị ơi. Rất là xấu, mà thời gian nó còn dài, để nói thêm cho nó dài dài một chút. Mình rất là xấu, xấu ghê lắm, nhưng mà hay muốn đẹp. Muốn đẹp dữ lắm, thấy đẹp là mê.
Nhưng mà bây giờ mình tu rồi quý vị ơi, thấy đẹp bây giờ mô Phật. Vì vậy thì trong thời gian đó, thì thầy chấp nhận mình hai điều kiện, thì mình ở nhà tu. Thì trong 5 năm, 5 năm như một ngày nghe, gờ lắm, quyết liệt dữ lắm. Vô này sướng, vô này khổ lắm. Từ 1 giờ dậy nấu ấm nước trà, uống xong rồi 1 giờ rưỡi tụng kinh là 1 rưỡi, 2 rưỡi, 3 rưỡi, 4 rưỡi, 5 rưỡi mới xong. 5 năm như một ngày, tự nhiên nó bắt đầu tới cái ngày đó cái muốn đi ra xuất gia, không ở trong nhà nữa. Cái duyên xong nó lạ cái gì vậy? Không muốn ở trong nhà nữa quý vị ơi. Không, nhất khuất là không muốn ở trong nhà nữa. Vậy là nói bạn đó, tôi bây giờ tôi in hình cái duyên, tôi bây giờ đi xuất gia rồi bà ơi. À, thôi bây giờ bà cũng hoan hỷ cho tôi đi xuất gia. Bà nói ừ. Thì bắt đầu mình tiến hành xuất gia, mà xuất gia chùa quỳ đó chứ không phải theo tông này đâu. Quỳ đó xuất gia thì 4 tháng 6 ngày bắt đầu cái gần nhà, cái rồi con cháu nó tới phiền não quá, cái bắt đầu tu không được. Không được, nhất khó không được. Rồi nghe tông này là tự vì tông này là có thầy Nhận Ân. Thì thầy Nhận Ân với là ba Nhận Ân với mình là bạn đồng tu cũng như là Phật tử á, tu Phật tử. Cho nên là ổng đi lên thầy Giác Nhàn á, là ổng xin cái đĩa đem gì ổng mở, mà khi mở là khi ngày đám giỗ mời mình vô, vô trong nhà đó là ăn đám giỗ, mà tất cả là bạn Phật tử là rất là nhiều. Mình ngồi mình nghe, mình không gấp, nó hoài hoài sao ông, sao không gấp đồ ăn. Tôi nói từ từ gấp, nghe mơ quá. À, thì thấy thầy hồi đó là ngồi dưới đất, thầy thuyết, thuyết pháp á, thầy Đức ngồi dưới đất thuyết pháp. Thì Nhận Ân nghe nó hoài sao mà thâm sâu dữ dằn trời. Sao mà nghe thầy thâm sâu, hầu giờ cũng nghe nhiều lắm. Nghe Tịnh Không Pháp Sư là nghe tới là 6 tháng luôn, 60 cái đĩa. Nghe 6 tháng, chiều rồng đi suốt. Mà sao là không mơ mà thấy thầy mà nghe mà tự nhiên nói đơn giản mà rất là thâm sâu nghe. Tự nhiên nó thâm sâu. Vậy là trong này nói là không xài điện thoại, không giữ tiền, không uống trà, không uống cà phê, không hút thuốc. Tôi nói chỗ này tốt quá, chỗ này đi chỗ này, đi chỗ này, đi chỗ này, nhất khóc đi chỗ này. À, gì đâu. Vậy rồi tiến hành chùa quầy đó nè, 4 tháng 6 ngày thì Nhận Ân vô đây là 2017. Tháng 7, ngày 17, tháng 7, 2017 là lột vô đây. Lột vô đây. Rồi tu miết thì vô cũng giỏi quý vị ơi. Vô cũng giỏi. Vô bắt đầu mới tảng sáng là tới ngày con rồng đó, 6 giờ tới ngày con rồng đó là ngồi thì thầy thuyết pháp ở trong đó. Ngồi thì trò hầu lúc đó là ông nói chúng ghê lắm. Tôi nói chết đi lộn đàn rồi, chết rồi. Giờ tiền đâu giờ đây, chết. Vậy rồi trong thời gian đó rồi mình ngầu á là tư duy Phật pháp, trong cái tư duy rất là hay. Ngầu bình tĩnh mà tư duy, thầy nói sao mà chúng đông như vậy, mà tại sao những người nói hay mà không có ai. Đó đó chỗ đây ngàn. Đó rồi mình ngầu tư duy á, bắt đầu cái làm nó đúng rồi. Ngầu tư duy hiểu ra là thầy ổng coi như là chúng sanh rất là mơ. Chúng sanh là rất là mơ. Cho nên ổng phải sớ lên cho tỉnh. Còn mấy người kia vuốt về bắt đầu nằm im re không tỉnh được. Đúng không quý vị? Đúng không? Thầy mình rất là hay. Đúng không? Đó. Sau thời gian Nhận Ân cũng nói thật với thầy, cũng nói đầu đuôi công chuyện nãy giờ Nhận Ân nói vậy đó. Chứ không phải nói Nhận Ân giấu đâu. Rồi đi vô tông này thì cũng nhờ thầy dìu dắt. Đúng là rất là biết ơn. Chừng cái áo nè, chừng cái quần nè, chừng cái mũ nè, chừng đôi dép nè, chừng miếng ăn nè, chừng giấc ngủ nè, chừng cái phòng nè, chừng cái mền đắp nè, chừng cái khăn lau mặt nè, chừng cái khăn lau tắm nè, đủ hết quý vị ơi. Rất là biết ơn. Lo chừng chút vậy đó. Tự nhiên ông là thường là theo một người nào học là học phải để ý. Để ý mình học mà. Mình đã đi học rồi phải để ý chứ. Để ý chừng chút là thầy chưa lo như thế nào mình chứ, đúng không?
Học phải để ý chứ, không để ý làm sao học. Học là tuột luộc coi như nước đổ lam bông làm sao được. Học phải để ý, biết ơn là thầy như thế đó. À, những con nói thật lòng, bữa nay là mùng 3 Tết nói thật lòng đó nghe. Từ giờ thời gian nó dài á, thì bây giờ huynh đệ là phân công nói nó dài một chút nha. Chứ còn nếu nói ngắn quá thì coi như nó tụi lưỡi với con chút đi. Như con cút có tụi lưỡi không có đuôi vậy quý vị ơi. À, nói nó có đuôi một chút ha. Thì trong thời gian thì vô đây thì 2017 tới nay thì 2024 thì nay chắc 7 năm. Thì rất là biết ơn thầy, trên đường mà tu tập mà diều dắt mà giảng pháp mà chừng chút dạy cho đạo học của đệ tử thì rất là biết ơn. Nhất là Nhân Ngôn là rất là biết ơn nhiều lắm. Như trong thời gian đó thì thầy là rất là khổ nghe, chứ không phải xuống đâu. Bây giờ quý vị nói nè, trong ba chùa năm đạo tràng hiện nay là 2.000 người. Gánh tình dai đó, thầy là gánh tình dai đó, không phải giỡn đâu. Gánh tình dai quý vị ơi. Như đưa Nhà Ngôn gánh là xỉu liền. Nó thật lòng là xỉu liền. Chiều không nổi, xỉu đó. Đây là nói thật lòng đó. Nếu đưa Nhà Ngôn mà gánh chừng một ngày là xỉu liền. À, cho nên thầy là rất là giỏi, giỏi ghê lắm. Nhưng mà ổng cũng ráng là cho chúng sanh nhờ, nhờ là rất là biết ơn thầy. Trên hết là biết ơn Hòa Thượng. Thì nãy thì ông cũng có nói rồi, thì những ông khỏi nhắc lại. Giờ nói chỉ cho thầy ở mình đây thôi. Bây giờ toàn bộ tất cả các chú, các cô, các cụ thì nghe thầy á, ổng lo chừng chút nãy giờ Ngôn nói rồi đó. Mình phải biết ơn nghe. Biết ơn là sao? Làm sao mà biết ơn? Làm sao? Niệm Phật. Đó. Cứ tạ ơn thầy được. Quyết chí đời này phải tạ ơn thầy, niệm Phật, cầu sanh về cực lạc với tạ ơn thầy được. Thầy rất là phải không? Đó, cái ơn thầy quá lớn đúng không? Nhân dịp hôm nay thì mùng 3 Tết thì thầy đặt trách cho thầy Nhân Ân là làm chủ, làm trưởng. Còn Nhân Ngôn chỉ làm cu ly phó thôi. Làm ké thôi. Nhân Ngôn là ké thôi. À, tự vì ổng bây giờ nói thẳng ra thì Ân thì ổng đi tu tước Nhân Ngôn 2 năm. Là huynh đó. Nó nhỏ vậy chứ mà to mắt lắm ha. Phật pháp to mát lắm, chứ không phải vậy đâu. Huynh á, chứ không phải nói là những ngôn to vậy mà đỡ, chứ không phải huynh đâu nha. À, đi tước 2 năm thì thầy đi lên Giác Nhàn thì những ngôn ở lại vơ tu. Sau thời gian đó thì từ Giác Nhàn xuống thì những ngôn vô đây gặp lại ở chung luôn trong chùa đã tu tập tới ngày hôm nay. Nhưng mà cũng gần nhà vì đó quý vị ơi, cũng còn cách thôn nhưng mà khác thôn, nhưng mà cũng gần khoảng 6-7 thước thôi, chứ không có xa lắm. Cũng gần nhà. Cho nên ông Hòa Thượng mà khi mà ông lên ông hỏi á, hỏi cho cái thằng lùng lùng ở đâu, là nói là thầy ông nè. Ông hỏi cái thằng lùng lùng ở đâu, thằng Ngôn ở đâu đó, ông hỏi vậy đó. Ông hỏi nó ở đâu, nghĩa là quỳ vơ á. Ông thường hay hỏi lắm, nên nói tụi nó ở đâu, nên đi nó làm cái gì hồi trước. À, tụi quỳ vơ á, thường vơ mà. À, thôi bây giờ mình cũng nói cái phần đó rồi, thì bây giờ năm mới thì cũng chúc toàn thể đại chúng mình ráng tu tập, nghe là thầy giảng pháp, rồi mình đừng cái quy củ á, thì mình phải giữ nghe. Chứ đừng có, nếu mà mình không giữ quy củ là không có định đáp ơn thầy được đâu. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ có chút vậy nè, Nhân Ngôn nói cho nghe nè. Chứ không là Nhân Ngôn chẳng dịp, Nhân Ngôn nói chẳng hạn như là xuống nhà ăn đi. Thì thầy nói là đừng có nói chuyện, thì mình đừng có nói chuyện, đúng là mình thương thầy đó. Chứ không phải thương Nhân Ngôn đâu, ví dụ Nhân Ngôn niệm Phật thì Nhân Ngôn nhắc thôi. Nhưng mà quý vị, từ quý vị mà thương thầy là đừng có nói chuyện, là quý thương thầy đó. Ai mà biết thương thầy thì phải giữ quy củ là thương thầy đó nha.
Mà giữ quy củ được là sanh trí tuệ, trí tuệ nó sanh, nó phát sinh. Cho nên những ông hầu vô đây thì nói đúng là hồi đó là chiến tranh quý vị ơi, chiến tranh. Mà lúc đó là mình năm số 8 mình còn ở Quỳ Vơ thì đánh nhau dữ lắm. Sau năm số 8 mình mới vô thị xã Tuy Hòa là có an ninh, hầu đó là mất an ninh, dùng mất an ninh. Thì đánh gơ lắm. Xong này vô trong này thì mình kẹt ở dưới đó học không có được. Rồi vô trong này học được là lớp 1 rưỡi là lớp 1. Rồi tới lớp 2 bắt đầu qua tháng 2 giải phóng đi về luôn, không học nữa. Có lớp 1 rưỡi à. Nhưng mà vô trong này thầy ông đặt tách hôm là đặt tách nhận ân là coi phòng đăng ký tuần. Rồi nhận ngôn tuần. Tôi nói chết rồi ngôn ơi, mày chết rồi ngôn ơi. Phòng đăng ký bây giờ là chữ nghĩa gì đâu mà coi nhận ngôn ơi. Chắc chết rồi nghe nhận ngôn ơi. Mình nói với mình nè quý vị ơi. Mình nói với mình nè. Rồi lớp 2 mà lớp 1 rưỡi chưa tới lớp 2 mà cái chữ được chữ cái cho đâu có biết hết đâu. Chữ khó đâu có biết hết đâu quý vị. Phải không? Đúng không? Chữ khó không có biết. Mấy chữ khó là bó tay không có biết đâu, không biết dở dở là biết. Rồi đưa ra phòng đăng ký có cái bà cô á, người miền Bắc á, Hà Nội bà vô. Bà vô bà nói cái tên đó cái mình bó tay. Bó tay tôi chết từ ngồng ơi, trời này là mày chết rồi. Mày chết chết mày ngồng ơi. Mình nói với mình á không? Cỡ vô vui một chút ha. Rồi ngầu á, cái bắt đầu mình niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hộ con nha con chắc chết quá Phật ơi. A Di Đà Phật. Vậy đó Phật. Vậy bắt đầu cái niệm Phật chút rồi nói thâu Phật hộ giùm cho con, chứ giờ cho con chắc chết rồi đó. Rồi chẳng lẽ bây giờ mình nói là không biết chữ, nói tờ ơi trong này là 600 người đại chúng trong này mà không có ai biết chữ mà đưa cái thằng dốt ra mà làm phòng đăng ký. Đúng không? Đúng không? Phải đúng không? Đó, cũng kẹt, mình nói không biết chữ cũng kẹt đi. Bây giờ làm sao đây, cứ niệm Phật, cầu Phật gia hộ. Vậy cái bắt đầu nghĩ ra liền. Anh nói cô ơi, cô ở miền Bắc, con ở miền Trung, mà giọng miền Bắc nói miền Trung con không có nghe được cái gì hết. Thấy chưa? Không có nghe được cái gì hết cô ơi. Thôi bây giờ con không nghe, con có hứa miết không? Mình hứa miết á, mình đâu hứa miết. Hứa. Rồi biểu cô đó, cô ơi, cô giấy đây, viết đây, cô viết dùm cái tên của cô. Viết cái tên của cô ha, vô trong cái tờ giấy đó. Rồi mình lấy cái tờ giấy ra viết vô trong cái biên lai like, thì mình thấy cái chữ mình viết theo thì được. Chứ còn làm sao mà biết cái chữ đó được. Hồi nãy giờ những ông nói là một chữ đâu có biết hết đâu. Mấy chữ khó là bó tay. Nhờ Phật hộ, nhờ niệm Phật mà Phật hộ đó. Chứ không phải giỡn đâu nghe. Tại vì mình nói với mình á, chết thì ngon ngờ đợt này chắc mày chết chắc. Chết chắc chứ không có nói gì hết á. Bây giờ mày nói không biết chữ thì nó cười trong chùa này thúi đầu làm sao? Đúng không? Không biết chữ ai mà không biết chữ đưa ăn dốt đi ra mà ông làm phòng đăng ký. Đúng không? Bây giờ làm sao đây? Cách làm sao đây? Cứ niệm Phật thôi, Phật gia hộ đấy ông gia hộ. Bắt đầu cô viết cái giấy cái đưa qua mình, cho mình viết cái rẹ cái biên lai like rồi đó. Xong đầu đưa cho cổ cái chữ mình lượm bỏ túi. Qua bữa sau, vài bữa sau cái tới cái nói tên đó cái mình lấy cái đèn viết ra. Gì đó. Nói vui vui một chút ha. Rồi tối hôm nay thì thôi vậy đó. Thì công chuyện thì mùng 3 Tết thì cũng biết ơn thầy. Hồi nãy cũng có nhắc đi nhắc lại thì chỗ là biết ơn thầy, quá biết ơn luôn. Cả bên đợi đây đều biết ơn hết. Và cả đại chúng này cũng biết ơn hết. Mình làm sao mình tạ ơn thầy được thì ráng tu hành ha. Ráng niệm Phật. Rồi mình giữ cái quy củ. Cái quy củ á. Chẳng hạn thì xuống nhà ăn nãy ngon nói rồi, đừng có nói chuyện lắm, thấy nói chuyện nhiều quá rồi nó cũng tàu cho thầy ha. Mình thương thầy là vậy đó ha. Không ai chơi được Phật. Thôi bây giờ nhận ngôn thì tới đây chắc hết rồi, bí đường rồi, hết còn nói nữa được. Tao xin phép đại chúng là coi như bớ mạc. Cho một đàn vỗ tay đi. Nghe vậy rồi thì quyết tâm niệm Phật nha quý vị ơi. Quyết tâm về cực lạc nghe. Đời này ai muốn về cực lạc đưa tay lên cười. Hiểu không? Phải về cực lạc nha quý vị.
Chúc quý vị an lạc nha quý vị. À, bây giờ chúng ta hồi hướng nghe đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.